mọi người đang các bạn đang buồn ngủ đúng không ạ? Mọi người có buồn ngủ không ạ? Không. Mình tên là Tứ, mọi người hay gọi là Simon Tứ. Thì cái lĩnh vực hiện tại mình đang làm đó là về tổ chức sự kiện cũng như là trang trí giải tiệc. Thì nó là một trong những cái lĩnh vực mà nó cũng mới khoảng 10 năm đổ lại đây ở Việt Nam. Khi mà đời sống nhu cầu của con người cao thì những cái nhu cầu về ăn xài chi tiêu như là tiền tuồn xa xỉ thì là mình làm cho nên như vậy, có nghĩa là hoa hay tất cả những cái thứ mà xa xỉ khi mà chúng ta có tiền. Vậy thì ngược lại, để mà khi mà chúng ta có tiền thì bài toán mua kiếp cũng là khởi nghiệp đúng không ạ? Đó là cái nỗi mà tất cả các sinh viên hay là kể cả những người đã đang thành công cũng suy nghĩ về khởi nghiệp. Vậy thì hôm nay chắc có lẽ là trong cái chủ đề của chương trình cũng đồng hành cùng với các bạn sinh viên, cho nên thì mình sẽ chia sẻ một xíu cho các bạn để chúng ta sẽ có được một cái, mọi người hay nghe câu là khởi nghiệp ngay và sạc nghiệp luôn chưa? Dạ. Nếu như theo như nhận định của mình thì 90% tất cả các bạn sinh viên của Việt Nam mình hoặc là ngành giáo dục của Việt Nam mình hầu hết đào tạo các bạn ra thì theo mình nghĩ thì giai đoạn đầu cũng giống như là cái nhà tù giam cầm, tụi em ở cái lứa tuổi mà tụi em chưa biết phải làm gì thôi. Còn nếu mà tụi em không nghiêm túc đi học á thì sau này tụi em trở ra thì tụi em phí 5 năm đại học, và 5 năm đó nó rất là vô bổ, là bởi vì ngồi trên ghế nhà trường tụi em không hoàn toàn không có những cái tư duy đó. Ví dụ như ngày hôm nay đi, khi mà mình đã...